Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 bài 172, đó là bài luyện tập chung. Yêu cầu số 1, số dân của 4 tỉnh theo số liệu của năm 2011 được cho trong bảng sau. Và chúng ta có 4 tỉnh Hà Giang này, Quảng Bình, Ninh Thuận và Cà Mau. Số dân tương ứng của Hà Giang là 746.300 người. Quảng Bình là 856.000 nghìn người và Ninh Thuận là 569.000 người. Cà Mau ở đây là nhiều nhất đúng không ạ? 1.214.900 người. Tên của các tỉnh theo thứ tự từ ít đến nhiều. Như vậy, cái dân số nào mà có tỉnh nào mà có dân số ít nhất thì các em sẽ viết trước. Như vậy ở đây là Ninh Thuận là 569.000 người thì ít nhất thì các em sẽ viết trước. Như vậy từ ít đến nhiều đó là Ninh Thuận. Tiếp theo là Hà Giang 746.300 người. Quảng Bình là 853.000 người. Và dân số nhiều nhất ở trong bảng này là Cà Mau, 1.214.900 người. Như vậy các em sẽ viết thứ tự của các tỉnh Ninh Thuận, Hà Giang, Quảng Bình, Cà Mau. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 2. Những bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em dừng một chút để các em làm cho xong. Bài tập số 2 yêu cầu các em tính. Ở đây chúng ta sẽ đi cộng và trừ các phân số 4/7 cộng với 5/14 trừ đi 1/2. Cộng các phân số cộng trừ các phân số thì các em thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Các em thực hiện cái phép cộng này trước. Các em lấy 4/7 cộng với 5/14, mẫu số chung của chúng ta là 14, toàn bộ phân số thứ nhất các em nhân cả tử và mẫu với 2 thì được 8/14 cộng với 5/14. Được chưa? Cô quy đồng luôn nhá. Cô quy đồng luôn, đưa về mẫu là 14 luôn. Đấy, thì cái này đang là 1/2 thì cô sẽ trừ đi 1/2, muốn đưa về mẫu là 14, các em nhân cả tử và mẫu với 7 thì được 7/14. Đến đây thì các em thực hiện lần lượt từ trái sang phải, lấy 8/14 cộng 5/14, muốn cộng hai phân số, các em lấy tử số cộng tử số, giữ nguyên mẫu số, trừ đi 7/14. Như thế chúng ta có 13/14 trừ đi 7/14 thì kết quả bằng 6/14. 6/14 thì các bạn có thể đi rút gọn, chúng ta chia cả tử và mẫu cho 2 thì sẽ bằng 3/7. Sang ý B. 9/17 cộng với 9/34 nhân với 2/3. Ở đây có phép cộng và phép nhân thì các em phải đi thực hiện phép nhân trước này, cộng sau. Như vậy 9/17 chúng ta chưa thực hiện thì các em giữ nguyên đã, 9/17 giữ nguyên. Các em đi thực hiện phép nhân. Vậy thì muốn đi thực hiện phép nhân này thì các em có thể chúng ta sẽ lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số, đúng không? Thế tử số nhân tử số ở đây thì cô sẽ làm như sau. Đây là 9 nhân 2 này. Mẫu số nhân mẫu số là 34 nhân 3 này. Đến đây cô tách một chút. 9/17 vẫn giữ nguyên kem. Còn cái con 9 nhân với 2 này, 9 thì cô tách thành 3 nhân 3. Vì sao lại tách như vậy? 9 này tách thành 3 nhân 3.
cách như vậy để lát nữa cái con số 3 này cô sẽ rút gọn 3 ở phía dưới. 2 cô giữ nguyên. 14 cô tách bằng 17 nhân 2. Rồi nhân tiếp với 3. Phải không nào? Thế thì đến đây thì chúng ta mới rút gọn con 3 này, rút gọn con 3 này. Con 2 này rút gọn với con 2 này. Như vậy chúng ta được 9/17 cộng với cái này là 3/17. Đây là 3/17. Rút gọn hết rồi thì còn 3/17. Hai phân số cùng mẫu rồi, các em lấy tử số cộng tử số giữ nguyên mẫu. Như vậy kết quả của ta bằng 12/17. 9 cộng 3 bằng 12, giữ nguyên mẫu số 17. Tiếp theo, 5/9 nhân với 3/10 chia 7/12. Các em thực hiện, có nhân chia thì các em thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Nhân trước thì chúng ta thực hiện nhân trước ở đây. Các em sẽ đi thực hiện phép nhân. Chúng ta có 3 x 5 bằng 15, 9 x 10 bằng 90. Như vậy cô có 3 x 5 bằng 15, 9 x 10 bằng 90. Chia thì cô chuyển thành nhân nghịch đảo nhân với 12/7. 15/90. 15/90 thì cô rút gọn cả từ và mẫu cho 15. Cái này rút gọn bằng 1/6 các em. 1/6 nhân với 12/7. Thế ở đây cô lại rút gọn con 12 này rút gọn với con 6 này. 12 chia 6 thì bằng 2. Con 7 này giữ nguyên. Như vậy chúng ta được 2/7. Hoặc bạn nào tính ra thì nó bằng 12/42. 12/42 thì em chia cả tử và mẫu cho 6 thì cũng bằng 2/7. Sang bài tập số 3. Bài tập số 3 là một bài tìm x. Câu A. X trừ đi 5/6 bằng 2/3. Muốn tìm số bị trừ thì các em lấy hiệu cộng với số trừ. Như vậy x bằng hiệu là 2/3, các em cộng với số trừ 5/6. Cái này thì các em có thể thực hiện cái phép tính ra ngoài giấy nhé. Hai phần ba cộng với 5/6 chúng ta sẽ làm như sau. Cái này mẫu số chung của chúng ta là bằng 6, các em quy đồng đi. Toàn bộ phân số này các em nhân cả tử và mẫu với 2 thì chúng ta được 4/6 cộng với 5/6 thì bằng 9/6. 9/6 thì các em có thể đi rút gọn, chia cả tử và mẫu cho 3 thì bằng 3/2. Như vậy x bằng 3/2. Nha. Bạn nào để 9/6 thì cũng được, 9/6 chúng ta chưa rút gọn. Tiếp theo, x chia 2/5 thì bằng 10. Đây là số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số bị chia, các em lấy thương nhân số chia. Như vậy x bằng, các em lấy 10 nhân 2/5. Muốn nhân một số với một phân số thì các em lấy số đó nhân với tử rồi chia cho mẫu. 10 nhân 2 bằng 20, 20 chia 5 bằng 4, x bằng 4.
Sang bài tập số 4. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết tổng của ba số đó là 198. Như vậy, bài này thì các em làm như thế nào ở đây? Các em có thể vẽ cho cô cái sơ đồ. Ba số tự nhiên liên tiếp, như vậy chúng ta sẽ có số thứ nhất. Liên tiếp tức là nó sẽ hơn kém nhau một đơn vị kia. Đây là số thứ nhất. Cô cho số thứ hai thì hơn số thứ nhất một đơn vị đi. Số thứ ba thì hơn số thứ hai một đơn vị. Như vậy chúng ta có cái đoạn này này, từ đây đến đây là 1. Từ đây đến đây là 1 này. Cái đoạn này cũng là 1 nữa này. Như vậy ở đây tổng là bằng 198. Thế thì muốn tìm số thứ nhất này, muốn tìm số thứ nhất này, có phải em lấy 198 em trừ đi ba cái này. Nếu em lấy 198 em trừ đi 1 2 3 trừ đi ba cái này này. Thì nó sẽ ra được 3 lần số thứ nhất không? Đây là một phần của số thứ nhất này, cái này là một phần nữa, cái này một phần nữa. Như vậy 198 mà các em trừ đi cái phần 3 này thì nó ra 3 phần bằng nhau không? Vậy thì chúng ta sẽ có 3 lần số thứ nhất là chúng ta lấy 198 các em trừ đi 1 cộng 1 cộng 1. 3 lần. Kem lấy 198, kem trừ đi 1 cộng 1 cộng 1, tức là trừ đi 3, thì bằng 195. Đây là 3 lần của số thứ nhất. Chúng ta có số thứ nhất là muốn tìm số thứ nhất thì các em lấy 3 lần số thứ nhất, các em chia cho 3. 195 các em chia 3. Các em đặt phép chia ra ngoài, 195 chia cho 3 thì bằng 65. Mà ba số này là ba số liên tiếp, như vậy số thứ hai sẽ hơn số thứ nhất một đơn vị, chúng ta có số thứ hai. Là 65. Kem cộng 1 bằng 66. Và số thứ 3 thì sẽ hơn số thứ 2 một đơn vị. Như vậy chúng ta có 66 cộng 1 bằng 67. Vậy ba số tự nhiên liên tiếp cần tìm là bao nhiêu? Là 65, 66, 67. Đáp số ba số đó là 65 này, 66 này, 67.
Tiếp theo sang bài tập số 5. Những bạn nào chưa xong bài tập số 4 thì các em dừng lại một chút để các em làm cho xong. Sang câu số 5 như sau. Một lớp có 33 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng 4/7 số học sinh gái. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai? Như vậy ở đây thì là dạng bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ đấy, đúng không? Như vậy thì các em có thể lập sơ đồ ra. Thì học sinh trai ở đây là bằng 4 phần và học sinh gái bằng 7 phần, tổng bằng 33 phần. Đấy, thì các em sẽ tìm tổng số phần bằng nhau. Các em lấy 33, các em chia tổng số phần bằng nhau thì chúng ta được 1 phần. Sau đó là nhân với số phần của học sinh trai lên thì chúng ta được học sinh trai, mà nhân với số phần học sinh gái lên thì được học sinh gái thôi. Như vậy chúng ta có là học sinh trai này. Học sinh nam đấy, học sinh gái này, cái này có 4 phần, cái bên này có 7 phần. Và chúng ta có tổng này là bằng 33 học sinh. Hỏi là có bao nhiêu bạn học sinh trai và bao nhiêu bạn học sinh gái, bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ đấy. Như vậy chúng ta có tổng số phần bằng nhau. Học sinh nữ có 4 phần. Học sinh nam có 4 phần, học sinh nữ 7 phần. Như vậy có tổng là 11 phần. Số học sinh nam. Các em lấy 33 này. Các em chia tổng số phần để biết được 1 phần. Mà học sinh nam ở đây có 4 phần thì các em nhân 4 lên. 33 chia cho 11 thì bằng 3, nhân với 4 bằng 12. 12 học sinh. Học sinh có viết tắt nhá. Như vậy học sinh nam là có 12 học sinh. Số học sinh gái. Học sinh gái thì các em có thể lấy tổng 33. Các em trừ đi học sinh trai thì sẽ ra được học sinh gái. Ở đây người ta chỉ hỏi số học sinh trai thôi kem. Người ta chỉ hỏi là có bao nhiêu học sinh trai thôi, không cần phải tìm số học sinh gái nhé. Như vậy là chúng ta sẽ có 12 học sinh, 12 học sinh trai thôi. Còn nếu như mà đề trong đề bài người ta hỏi là có bao nhiêu học sinh gái nữa thì kem mới lấy 33, kem trừ đi 14 để ra 19. Đấy, còn cái này thì người ta không yêu cầu nhé. Người ta không hỏi học sinh gái đâu. Như vậy ở đây thì kem đáp số thôi. Là chúng ta sẽ có là ở đây là 12 học sinh. 12 học sinh. Vì ở đây là lúc nãy cô đọc thì cô lại tưởng là người ta tìm bắt các em tìm cả học sinh trai và học sinh gái. Tuy nhiên ở trong đề thì ở đây đọc kỹ lại thì người ta chỉ bảo tìm học số học sinh trai thôi. Nên là chúng ta không cần phải tìm cái học sinh gái nữa nhá. Như vậy còn nếu như mà trong đề người ta bắt tìm số học sinh gái thì các em lấy tổng này, các em trừ đi học sinh trai thì sẽ ra học sinh gái. Đây trừ đi 12 không phải trừ 14 đâu. Như vậy là ở đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được
Ở đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong quyển bài 172 trong vở bài tập toán lớp 4 để tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh. Thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.